Rồi, hello, xin chào mừng các bạn đến với kênh WTCO Trung ha. Thì bữa nay Trung sẽ làm giao lưu mai nữa. Thì nói chung chủ đề mình thì có như đó thôi. Bữa nay có Trung có cây 503 là ok ha. Cây 503 lá lớn đẹp, tàn sung. Và giờ trước mặt Trung là cây 498 ha. 498 thì 48 này gốc bự hay dáng bay bạn. 48 này tàn đều đây ha, tàn đều ha. Bỏ ghép thì cũng đã liền được 50% rồi nha bạn. 50% bây giờ Trung sẵn Trung thước có thước mình được cứ đo ha. Giờ không đo mình tao mình ăn. Thì Trung làm xong Trung sẽ quay lại từ cây cho các bạn xem ha. Cây này thì gốc được 15 bạn, mới gốc 15 ha. Bạn nhìn thấy cái dàn gốc cũng đẹp ha. Họ trồng chậu này tới chậu 5 nè. Bởi vì mình bỏ ra trồng chậu 4 nữa ha. Trồng chậu 4 thả dư y thì mình khỏi bỏ đất. Nói chung nhìn cái gốc, bạn thấy cái gốc mặt lên dẹp, nhìn cái nó cũng hay cái đó. Ở dưới là hồi chưa có môi lên thì Trung mua sao Trung để lại ở dưới đó, y nằm y dưới đó ở nhà tàng mà nhìn đẹp không. Cái gốc thì có hai giò, nói chung dáng bay thì nhìn nó cũng hơi sắc sạ, nhìn nó cũng hơi có cái lạ lạ của đó ha. Để Trung bỏ Trung qua nhà tàng mà xem ha. Rồi cây này là cây 409 ha, ủa mình là xin lỗi 408 ha. Rồi Trung sẽ giao lưu với anh em là giá 700k ha. Rồi, mai lúc này mình bán giá 800 mình sẽ xuống 700 thì 700 thì còn nay là Trung xài bên dịch vụ giao hàng trong điện thoại á, tự mình lập order á. Thì cây nặng bao nhiêu không quan trọng ạ, cái nước nặng thoải mái luôn nên Trung sẽ để một cái chậu rất nặng ha. Thì mình chỉ đo tổng quan ba chiều nó sẽ ra cái số ký thôi, nó sẽ đổi được cái tiền và nó được giảm được 10% tiền ship nữa. Thì hôm nay hai ba đơn nay Trung không có điện các bạn, là Trung điện mà do điện chảy là do Trung làm trong điện thoại á, nên vì mình phải coi trong điện thoại đợi điện, mình không có cái mình không có cầm quá đơn đỏ nữa nên nó sẽ được giảm 10% tiền cước. Rồi trước mặt các bạn là cái cây 408 ha. Nói chung mình là lập như sướng mà lập được quá đơn thì nó được giảm nhiều cái lợi thế lắm nên mình sẽ lập ha. Nói chung ngước thoại xíu điện thoại gì đâu quay không thấy được cái dàn tàn. Rồi ok ha, đó vậy mới thấy được dàn tàn đúng không ạ. Mình mua cây mình phải mua gốc là chuyện nhỏ, dàn tàn là chuyện lớn. Tàn năm nay mình chơi Tết. Tại những cái này thì đã có nụ bông rồi, mặt thì bạn khỏi lo ha. Cây này thì dàn bay đây. Thì bút bông này đã có đây. Cây này thì dàn tàn dưới hồng đá chỉnh đều hết rồi. Cây này là do hồi lặt lá mình lấy thấy lá nó trống ha. Nó trống. Thì Trung cũng đã bỏ phân DAP rồi ha. Thì về mình có thể lên phun phân đầu trâu 701 ha. 701 ha. Thì phân một tuần lễ sau mình sẽ phun rồi. Tuần lễ sau hoặc là ba bữa sau ha, mình sẽ vô chậu liền và bỏ trong mát ha. Ba bữa sau đem ra ngoài nắng là bắt đầu mình phun phân luôn ha. Cho nó mướt đó lại. Nè, bạn thấy như nó đờ cây non còn nhiều ha. Thì đó thì mướt lại là mình sẽ chờ được Tết thôi. Rồi Trung sẽ bỏ cái cây 408 xuống ha. Trung là sẽ làm cái 409 ha. Đây, rồi tới cây 409 đâu ta? Đây cây 409 đây. Đó, 409. 409 thì có bộ gốc hơi quái ha, gốc hơi hình nằm hơi quái đây. Cỏ tặng cỏ tùm lum hết luôn. Có những cái cỏ đây tại tặng luôn. Các bạn thấy cái bộ đế không? Bộ đế đây. Có hai đặt hai quai rồi đầy đủ ha. Đó, bộ đế nè. Thì cây này nó cũng đã liền cốt được 50% nữa ha. Cốt 50%. Để Trung đo cái hoành nè. Nãy Trung quên nói nữa, cái cây mà cái đầu tiên Trung quay cây 408 đó thì cái bo ghép nó bằng bự bằng chân cái nha. Rồi bo ghép bằng chân cái. Thì nãy mình rồi đo hoành mình không đo bo. Cây này thì bo ghép cũng vậy mà, nhỏ hơn tay cái bự thì rồi, nhỏ hơn chân cái, bự hơn ngón tay cái nha. Ngón tay cái của Trung đây ha. Cây này thì cái hoành nó có cũng 14 rồi ha, được cũng 14 đây. Đó, bộ đế từ bên đây nó xẹt qua đây thì nó khoảng 23 ha. Đó, chiều dài của đế 23. Còn cái chiều sống này của nó thì cũng là ủa sao tới 26 đó. 26 nên dáng bay nó cũng là dáng bay ha. Hai cây này nó đều bay hết, bay. Rồi, cây này thì nó có chiều cao hơi cao bạn. Cây này thì đóng thùng ship nó hơi nặng một xíu. Nói chung mình đóng thùng càng nhỏ thì càng hồi đó Trung không biết, Trung có hiểu lầm là đóng thùng càng nhẹ càng tốt, thật tế nhưng không phải bạn. Đóng thùng càng nhỏ nó càng rẻ tiền bạn, còn đóng thùng càng cao nó càng mất tiền thôi. Chỉ nặng nhẹ là không quan trọng, tại mình đóng hộp mà. Cây này về cái 70 nó tới cao tới 75 nè. Đây, đây đó dàn tàn của em đó ha. Đây, dàn tàn rất cao ha. Đều tàn. Đây dàn tàn của em đó ha.
giòn tan nha. Rồi chúng sẽ bỏ cái 499 xuống ha. 499 chúng sẽ bỏ xuống. Bỏ cái 499 xuống là cũng là 700k ha. Rồi, bỏ cái 500 lên ha. Cái này mới độc nè. Cái này ghi giá 500 với giá 700 nè, đó. Bỏ ghi mà số thì 500 mà bán 700 bạn. Cái này thì dán lùng ha. Cái này thì dán hơi lùng đó. Dán lùng. Tối người ta không thấy đâu. Đó dán lùng, bộ gốc. Bộ ghép thì bạn thấy bộ ghép thì người ta ghép hai bo ha. Ghép hai bo, cái bờ nhìn nó cũng cái để chỗ này nó nhìn nó cũng thấy cũng bự bự ha. Thấy cái này cũng ghê nè. Một cây này đo quanh thì chung sẽ đo ở dưới chỗ eo này dưới này nha. Chứ đo trên đây là ta kêu con da ha. Tại cái này họ ghép hai bo nở ra bự á. Cây này thì gốc ok, gốc nhìn thấy ba chân hẳn hồi. Người ta kêu vẫn như kiền ba chân mà điều chân này nhỏ quá, chứ chân này mà bự nó vẫn như kiền ba chân ha. Cái này vẫn như này có bốn rễ bạn, bốn rễ, hai rễ nhỏ, hai rễ lớn ha. Rồi chúng sẽ đo ngay cái chỗ nhỏ này, chỗ nhỏ nhất nha. Này chỗ nhỏ nhất là chỗ nhất là 15 ha. Chúng sẽ đo chỗ nhỏ nhất. Mà cái thước màu này nữa đo nó không thấy được gì hết bạn. Màu đỏ nó khó thấy ha. Màu đỏ với đen này khó thấy. Để màu trắng với đen vậy thì dễ thấy ha. Rồi cái này là cái 500 ha, 500 giá 700k. Rồi ok, đậu rồi. Cái này tăng lùng ha. Rồi chúng sẽ bỏ cái này qua luôn. Làm bữa nay làm lẻ ha. Tại cái 501 đây. 501 phải 501. Rồi ok. Rồi 501 cây này thì cao cũng chắc chiều cao thôi. Cây này cũng thấy hơi cao à. Cao 70 ạ. Đó những cái cây mà bạn thấy những cái cây mà bo ghép họ bự nè, họ bự như họ bự bằng tay cái vậy là nước chung họ ghép cũng lâu năm ha. Cái bo ghép thì bá nè. Cây này thì họ nuôi rất lâu năm rồi. Cây này thì có dáng hình gù cũng nói chung nhìn cũng hay hay. Chúng ta đo quanh luôn ha. Gỡ gầm kẽm đây, gầm kẽm để đây gỡ ship đi, gỡ gầm kẽm làm gì? Gỡ lấy kẽm đó. Cái này thì hoành như ta. Những cái này thì nó có bút nụ hết bạn khỏi lo ha, hoành 14 ha. 14. Những cái này thì có bút nụ hết ha. Ok thì bạn khỏi lo ha. Đó. Bo ghép em này thì cũng đã liền 50% ạ. À. Đây bạn thấy liền. Không thấy đó, liền 50% ha. Ủa này sao trái vậy ta? Liền 50% ha. Chúc quay lại đây. Cái này chị này chúng thấy trong mình hỏi cháu quá. Rồi dàn thì quan trọng là dàn tàn đều mà, tàn dưới đều ha. Cây nói chung là cây mai nè, cây mai đợt chúng nhập mai này thì đợt nào mà dàn tàn nó dưới dàn tàn dưới nó cũng đều tròn hết. Họ cũng đã trồng chăm sóc nhiều năm rồi, nên nó sẽ tròn ha. Đó. Rồi chúng sẽ bỏ cây 501 xuống ha. Đây cây 502. Đây cây 502 đây, cây 502 cái giá cũng bay này. Bay lượng luôn. Rồi cây 502, đây 502 thì giá nằm. Cái rải bên đây thì có cái rải bạn, đây cái rải này nằm xuống ha, mà do nó nằm vậy nó nằm kiểu này nè, nó yếu á, mình phải kê gạch đây chịu ha, chứ đây trời mưa nó cứ nhúng. Cái này thì mình chạy xong mình có thể mình để vậy, mình năm sau mình lật nó đứng là nó sẽ tạo ra được cái thế khác ha. Tại cái rải dưới đây nó dài bự mà, cái rải đây mà thấy cái rải đây nó bự rất dài bự ha. Chim lôi điện thoại sơ ra có thấy mẹ đó. Đó cái rải đây nè, cái rải nó bự ha. Rồi chúng sẽ đo quanh luôn. Hoành này cũng 14 mà. Bữa nay sao mình làm sao toàn là 14, 15, 14, 15 không ta? Hình như nó có cái màu một. Nó như cây này thì các bạn khỏi lo ha, bút nụ rất vừa nè, nụ vừa ha. Đó, bút nụ rất vừa. Vừa ok tết luôn. Thì do họ lặt lá mình thấy chống lá thôi. Cái gì nó đây, cây này thì mình có thể chỉnh qua vậy ha. Chỉnh chạng gian bên đây tàng bên kia. Hai tàng nó làm xong quá. Bo ghép thì đã sắp liền rồi. Nên bữa nay là bo ghép liền 50% hết rồi nha. Còn cái bo trên thì cây nào từ nãy giờ chung làm 4 cây là cây nặng bằng tay cái, bự hơn tay cái hết. Đó, cây này thì dàn tàn của em thôi. Cây này thì được bay ra khỏi chậu luôn. Rồi chúng bỏ cây này xuống, là cây cuối cùng, chúng hôm cây cuối cùng là cây 503 chúng tính làm lên đầu tiên nè. Còn mì cũng là dán luôn nè. Chúng tính làm đầu tiên mà chúng giết lộn, hồi nãy chúng làm tới số 5 mà mình lộn số 4 á. Nên đó cây tôi cuối cùng thì gốc hơi nhỏ ha. Thì điều gốc nó hơi quái chút nè, đó ha. Nó nhỏ. Bo ghép thì bự hơn tay cái ha. Đặc biệt cây bo ghép thì đã liền 90% nè. Nó liền được 90% nè.
là chúng ta quanh. Cái này thì quanh nhỏ bạn. Quanh cái này chỉ có 11 rưỡi thôi ha. 11 rưỡi. Chiều cao cái này thì cái này với cái cây nãy chiều kia là chiều cao nó chỉ có 58 thôi. Nhưng dần lá mà thấy dần lá là dần tàn, tàn rất tròn ha. Tàn ở tàn ok luôn. Cây này thì mình có thể chơi dán lùng là hợp lại ha. Dán lùng là quá tuyệt vời. Ok, đó thì bỏ xuống. Đó thấy dần tàn lùng ha. Lùng lực đó. Thấy chưa? Dần tàn rất lùng ha. Rồi cái này là cái 503 ha, là cái cuối cùng ha. Rồi 503 để chúng lấy điện thoại chúng quay lại từ cây cho bạn xem ha. Rồi, cái 503 bắt đầu lấy điện thoại quay lại từ cây ha. Đầu tiên là cây 498 ha. Đây 498 này. Rồi, 498 là đầu tiên. Rồi, mình thấy cái cây hai cái rễ cũng rất hay ha, đó. Cái này dính đất thôi mà, dính đất chứ không phải là lùng lộn nha. Dính đất. Cây này thì đẹp, cây này thì bộ gốc tương chắc cú à. Bò ghép thôi bạn, ghép ha. Nãy mình quay không thấy bò ghép. Rồi dàn tàn của em luôn ha. Quay dàn tàn luôn. Đây. Rồi ok, cái cây 499 ha. Trên trồng hồ cái gốc nhiều đây, đây gốc đây. Đó gốc quá trời quá đất đây. Đặc biệt cây này cũng rất nhiều dây luôn. Mà cây này cây cao bà. Đây gấp đây. Đây gấp gần gốc à. Và cây bộ ghép các bạn, bộ ghép sắp liền ha. Bộ trên thì cũng bự nè, bộ trên bộ ghép trên cho bá này ha. Rồi dành đàn của em nữa ha. Rồi tới cái cây 500 đây. Cây trung hộ cây 5 cây 500 bán giá 700 đây. Số ghi 500 rõ ràng ha. Cái này mà bán giá 7 đây. Hồi nãy trong khi số lộn số 4 sửa lại số 5 này nha. Làm 4 lít quen, lên 5 cái nó khẩn giống như hỏm mà làm 3 lên 4. Nó khẩn ha, đây dàn gốc ha. Gốc ha. Cây này thì họ ghép hai bo ha. Bộ rễ dưới nó còn lại dưới ha. Còn quá trời dưới nè, chưa lên ha. Cái này hai giò trước nhỏ, hai giò sau lớn nó hoàn nha bạn. Hai giò này, nhìn bên đây đây ha. Rồi còn bò ghép nè, ghép tôi nãy bự là ở trên đây này nãy nó bự quá tôi không dám đo nè. Đôi này là ra quá trời, nãy tôi đo khúc tôi nhỏ này ha. Tôi nhỏ này bao nhiêu quên ta. Rồi cây này thì họ ghép hai bo ha. Ghép hai bo, nói chung cũng nhìn cũng cái gì lấy dáng này hay bằng chẳng bay ha. Đây dàn lá của em đó ha. Bộ lộng như dàn tàn chứ. Quay là dàn lá làm gì. Lá tới 15 tháng 12 cũng lặt hết. Rồi cái cây 4 ủi lộng 501 ha. Đây 501 đây ha. Dàn gốc nữa ha. Rồi dàn bo một dàn bo ghép cây. Nói chung mấy cây 5 cây này thì cây nào bo ghép cũng lâu hết, lâu các bạn này. Đây, bo ghép còn có miếng nữa liền ha. Cục ghép trên bự nữa ha. Rồi chúng sẽ quay dàn tàn ha. Tàn rồi để chứ sao cho nó kết đừng chá ta. Đó, đây dàn tàn ha. Rồi tới cây cuối cùng ha. Cuối cùng 502, đây 502 đây, cây phải cây gạch đây. Đó, cái rễ này nó lượng cũng rất cũng đẹp ha, cũng đẹp ha. Đó hay, đây còn cái dưới nữa này. Cây này thì có cây lúa. Những bút nụ này là vừa hết cho các bạn, này vừa nha. Những bút nụ này là ok tết hết nè. Đó, thấy không? Quá trời. Rồi, xin chúc quay dàn tàn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Trung. Xin chúc các bạn luôn vui vẻ ha. Và luôn thành công trong công việc làm của mình ha. Rồi xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Bút tôi sẽ quay sơ dòng bút lên ha. Bút nè. Trời cháo mặt trời cháo không thấy hết.